FTKIT TV và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú khỉ con các bạn nhé. Tiếp tục với series bong bóng nghệ thuật đơn giản, chúng ta cùng bắt đầu. Để tạo được một chú khỉ đơn giản, chúng ta cần có hai quả bóng, một quả bóng màu xanh lá cây đậm và một quả bóng màu trắng các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi bóng màu xanh lá cây lên khoảng nửa quả bóng. Thổi quả bóng màu trắng lên khoảng 1/3 quả bóng, chỉ 1/3 thôi các bạn nhé. Ok, chúng ta cột quả bóng màu xanh và màu trắng lại với nhau. Song song và chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 6 ngón tay. Đây. Sáu ngón tay các bạn nhé. Quả bóng màu xanh lá cây chúng ta tạo một cái khóa khoảng 2 ngón tay. Cây này chúng ta tạo một đoạn khoảng 6 ngón tay bằng với quả này. Ok. Đến đây chúng ta cũng tì ngón cái, chúng ta tì sát hai mối lại với nhau. Và chúng ta cùng tập ngón cái đẩy và hai ngón tay của chúng ta luồn qua. Luồn thêm lần nữa. Mục đích cho khỏi bung thôi các bạn. Tiếp tục chúng ta tạo một cái khóa hai ngón tay. Các bạn thấy cái đầu của khỉ chưa? Tiếp theo chúng ta bóp mềm hai quả. Chúng ta đưa về tim, chúng ta xoắn lại. Các bạn để ý khi chúng ta bóp hai quả đây đã xì hết hơi các bạn nhé, đã chuyển hơi đến đây hết rồi. Các bạn lưu ý ở giữa tim. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Và hai quả nho, mỗi quả nho khoảng tầm 2 ngón tay. Và một đoạn 3 ngón tay bằng với đoạn này. Một đoạn 3 ngón tay bằng đoạn này. Cột chung về cái cổ này các bạn nhé. Rồi. Tiếp tục chúng ta tạo cái lưng của con khỉ bằng một đoạn 5 ngón tay. Trắng chúng ta làm dài hơn đoạn bóng màu xanh hai ngón tay. Thế này. Và chúng ta cột chung lại. Ok. Ở bóng màu xanh tiếp theo chúng ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Ta luồn qua hai đây.
hai điểm xoắn này giao nhau. Cuối cùng chúng ta tạo một đoạn băng tay cột chung với trái màu trắng. Bây giờ quả bóng màu trắng này chúng ta sẽ đưa vào vô đoạn giữa này để chúng ta làm cái bụng của con khỉ. Các bạn để ý nhé. Đẩy trên, đẩy bên dưới và đẩy ở giữa. Tay này kéo. Ở đây cái đuôi chúng ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng hai ngón tay. Phần đuôi chúng ta sử dụng kỹ thuật chuyển hơi, chúng ta chuyển lên đây cho nó thêm phần sinh động các bạn nhé. Khỉ. Vâng, chú khỉ của chúng ta đã hoàn thành. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nữa nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.